Rồi. Dạ, hơi hơi. Rồi, đúng không? Ai thì ngon? Ngon có lợi hay có hại? Có lợi. Có. Tất cả các bài giảng, cái hẹn giao mình sẽ gửi cho các bạn cái bài. Thì bạn nào muốn về coi nguyên thì coi. Về anh bự lên nhìn mới rõ thôi. Trời, chưa già mà. Đây. Thú ho hả? Đây. Ho là phản xạ bảo vệ của cơ thể. Thì ho quá mức thì gây khó chịu và sẽ tổn thương cái đường hô hấp. Đó, nếu như mình không điều trị ho thì nó sẽ gây chảy xước, tổn thương cái đường hô hấp. Và từ cái chỗ tổn thương đường hô hấp thì vi khuẩn và các tác nhân nhiễm khuẩn, vi khuẩn nấm, virus có thể xâm nhập và gây nhiễm khuẩn từ cái đường hô hấp nhiễm khuẩn toàn thân. Đối với người trẻ tuổi thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà đối với người lớn tuổi người lớn tuổi thì trên 60 tuổi nếu như bị nhiễm khuẩn đường hô hấp nhập viện thì nguy cơ tử vong là 50-50. Không, nếu mà bị nhiễm khuẩn đường hô hấp thì nguy cơ tử vong là 50. Do vậy á, mình cần phải điều trị kiểm soát cái cơn ho. Thì ho thì bắt đầu gây kích thích các đường cảm giác điều hòa bởi thần kinh phế vị, cái nhóm cholinergic, nhạy cảm về hóa học và cơ học ở thanh quản, thực quản, khí quản và các chủ môn. Khi mà nó bị kích thích thì sẽ khó chịu, thì dẫn tới cái tạo ra cái cơn ho. Thì cụ thể ở thanh quản khí quản lớn nhạy cảm hơn với các kích thích cơ học, còn cái cụ thể thanh quản nhạy cảm với kích thích hóa học. Nó thì có hai loại kích thích, có thể là hóa học hoặc là cơ học thì gây ra cái cơn ho. Một phức hợp uống não thành bị bỏ não, thì ở trên não mình nó có một cái phần gọi là trung tâm ho, nó sẽ kiểm soát cái cơn ho. Khi nào nó vượt ngưỡng, giống như đau nó vượt ngưỡng thì nó sẽ tạo ra cái cơn ho. Thì thuốc của mình có thể ức chế cái trung tâm ho, làm cho gia tăng cái hiệu ho, nó truyền đến phân ho nữa. Nhưng nhớ là cũng giống như cái thuốc giảm đau, nguyên nhân gây ra cái cơn ho nó vẫn còn tồn tại, mình phải điều trị cái nguyên nhân. Ho tự động được kiểm soát bởi quả não. Rồi, cái mấy bạn biết mô tả một cái cơn ho thì lấy trong cái sắp cái sinh lý bệnh ha. Thì khi mà cơn ho đó là mình trước khi ho là hít sâu vào, rồi xong rồi đóng thanh môn, tại vì nó sẽ không lọt áp tạo áp lực, đóng cái thanh môn và một cái co mạnh của cơ thành bụng cơ mạnh thông suốt ra, và cái áp lực đó nó có thể đạt được là 300 mm, đúng không? Đúng không? Và một cái cơn ho có thể đưa các tác nhân gây bệnh đi xa trong cái nước bọt là trong vòng 3 mét. Vì mấy bạn nào ngồi ở cái hàng ghế đầu á thì là nguy cơ lây nhiễm bệnh của thầy cô nhiều ha, ho cái là trong vòng 3 mét. Thì do vậy nên tôi không bao giờ trực tiếp với các bạn khi mà trình bày các vấn đề chứng xéo ha, chứng gì, còn ho cái là trong vòng 3 mét, là các bọt á, nước bọt á nó có thể mang mầm bệnh tới các bạn, đúng không? Nhưng mà phải nhớ là đủ số lượng thì nó mới gây bệnh, chứ không phải là có cái mầm bệnh là bệnh ha. Cái cơ thể mình có cái cơ chế, cái cơ chế tự lực kháng. Rồi khi thanh môn mở ra, không khí được đẩy ra ngoài, đẩy chất nhầy và các mảnh vỡ tế bào đi ra và các chất lại ra khỏi hệ thống hô hấp thì tốc xuất ra. Thì như vậy nếu mà mình không điều trị, nó sẽ cứ tạo cái áp lực ở trên đường hô hấp thì nó sẽ chảy xước và dẫn tới là nguy cơ. Nhớ cơ thể mình á được bảo vệ bằng lớp da ha, là ngăn chặn không cho nó, là lớp như bít kép, không ngăn chặn không cho các tác nhân gây bệnh đi ra. Chỗ nào không có da thì nó sẽ được bảo vệ bằng cái màng nhầy ha, bảo vệ bằng màng nhầy. Chỗ nào không có da thì nó, cái màng nhầy nó bảo vệ. Nếu mà cái màng nhầy nó bị tổn thương thì như vậy là nguy cơ bị xâm lấn các tác nhân gây bệnh. Rồi ho cấp, ho ban cấp hoặc là ho mạn tính thì có thể do cái tác nhân hoặc là thời gian. Mấy slide sau mình sẽ nói nhiều nhiễm ho dưới 3 tuần để nhiễm ho cấp, nhưng mà từ 3 đến 8 tuần nhiễm ho ban cấp, nhiều hơn nữa là ho mạn tính. Đó thì
dựa trên cái tình trạng ho mình có thể có các thuốc điều trị. Rồi thì có thể do tác nhân virus như mấy cái sáp, cái nhiễm các bạn ha, rồi viêm phổi, suy thấp trái, hen hay là tất cả chất mạc cũng gây ho, ho bắt cấp, ho sau bệnh nhiễm viêm mũi nhiễm khuẩn. Thì của mình á, tay mũi họng là nó liên thông nhau, ví dụ viêm họng thì sẽ dẫn tới trên mũi hoặc là trên mũi trên tay thì nó sẽ đổ về về họng, thì các anh chị sẽ thấy là nó một bộ nó thường bị nhiễm khuẩn chung với nhau. Ho mãn tính, ở cái ho hô hấp thì khi mà ho hoài kéo dài thì dẫn tới tình trạng nghe chớp cái này không hồi lưu thực quản nhẹ nhẹ ha, COPD là tắc nghẽn phổi mãn tính, cái bị tắc nghẽn phổi mãn tính. Thông thường hiện giờ cái phát triển về công nghiệp đó, do bụi khí trong công nghiệp, trong các khu công nghiệp đó, thì nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ bệnh COPD, rồi các thuốc ức chế men chuyển ung thư khí quản. Rồi thì lưu ý trước khi mà ho đó, thì mình xác định cái nguyên nhân gây ra ho, thì các bạn lưu ý theo thống kê của mình đó, là có 492 thuốc là nó có tác dụng phụ gây ra ho. Nên là khi mà cái bệnh nhân mình đang bị ho thì mình sẽ hỏi coi có dùng thuốc gì hay không, đang dùng thuốc gì thì có thể cái thuốc đang dùng đó là tác nhân gây ra ho, thì mình sẽ điều chỉnh cái thuốc dùng. Các bạn cần nhớ là cái ức chế men chuyển angiotensin enzyme là cái thuốc mà các tài liệu nó ví dụ là một cái thuốc gây ho, thì nó có tác dụng phụ gây ho, ho khan trên một cái tỷ lệ lớn, 20% bệnh nhân sử dụng thuốc. Người ta hỏi cho một ví dụ thuốc có tác dụng phụ gây ho, nó chỉ biết không? Biết không? Biết rồi. Là thuốc gì? Ức chế men chuyển. Cái đó là nhớ, còn trong cái đó là gì? Rồi ha, thì nhớ bữa trước mình dặn á là cái cấp độ 1 á, 7 điểm á là cái chỗ mà người ta hỏi nhóm, còn nếu mà cấp độ 2 là hỏi thuốc trong nhóm, tại vì nó sẽ liên kết giữa bài này với bài kia. Mấy chị nói em cần 7 điểm thôi thì chỉ cần nhớ nhóm thực kế ngay chuyện, còn nếu em cần 8-9 điểm á thì coi thêm ôn lại cái nhóm này gồm những thuốc nào trong đó ha. Rồi ức chế beta trên nhãn khoa là thân gây ho ở bệnh nhân tắc nghẽn khí quản, thì có ho nó có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau và chia theo vị trí nhé, chia theo về bệnh học nó chia theo ba cái nhóm là gây viêm nhiễm ở ngoài lồng ngực hay là phản xạ ho bất thường. Thì viêm nhiễm viêm hen, viêm virus, viêm phổi, viêm phế quản, bướu hay là các dị vật nó rơi vào trong cái đường hô hấp thì gây ra cái cơn ho. Rồi ngoài lồng ngực chia là chảy mũi, hồi lưu dạ dày thực quản, bệnh tay giữa thì nó dẫn tới cái cơn ho. Rồi ho phản xạ ho bất thường cũng có thể do hen suyễn hay là nhiễm virus, các thuốc gây ho như là thuốc ức chế men chuyển. Ở đây có hai cái ví dụ mà thường gặp cho mấy chị đó, Captopril và Enalapril. Rồi thì ho khan là sao là cảm cúm ha, có hai loại là ho khan và ho có đàm ha. Khi mà xác định tin đối tượng bệnh nhân mình á thì mình sẽ coi là dạng nào. Thì mình có ho khan là sao là cảm cúm, co thắt khí phế quản dị ứng hay là do các tác dụng phụ của thuốc, nhớ là có 492 thuốc nên là phải coi bệnh nhân mình thật, đặc biệt những người lớn tuổi thường sử dụng nhiều thuốc, có người đã sử dụng 20 thuốc mỗi ngày, nên là mình sẽ xem cái thuốc bổ, thì thuốc huyết áp, tim mạch, chia thuốc giảm đau khớp đó, thì mình lưu ý đó. Còn đơn trung bình á, mình đi tra đơn bệnh viện á, cái đơn á có cái đơn trung bình thì là 7 thuốc, nhưng mà có nhiều đơn á là từ 10 có thể đạt tới là 18 thuốc trong mỗi đơn thuốc đó, thì lưu ý là nhiều tương tác và cái tác dụng phụ có thể dẫn tới ho, hoặc là không khí ô nhiễm, bụi phấn hoa, lông thú,
người không có bạn, nuôi chó mèo ở nhà làm bạn. Nhưng mà lưu ý đó, tình trạng nó có thể gây ra hen suyễn, dị ứng. Cái thứ hai là hen ho, ho hen suyễn. Nhưng mà cái quan trọng nữa sao? Nếu mà không có khám chữa bệnh á, định kỳ, cái ký sinh trùng đó là bị sán, sán con sán của mèo á, mà tỷ lệ như giờ nó tăng cao. Trên các nghiên cứu dịch tễ ở mình nuôi chó mèo thì cũng cần thành nhiều khi cho bổ sung trên dinh dưỡng đông rồi phân trên sáng rồi hen suyễn nó cũng thể gây ra ho khan rồi ho có đàm thì có thể do virus tập trung hay là nhiễm khuẩn viêm phổi viêm phế quản viêm gan lao bệnh phổi mãn tính hay là đờm đó thì hút thuốc lá cũng có thể dẫn tới cái tình trạng kéo đàm hay ho có đàm. Rồi thì như là cái thuốc giảm đau nhớ là điều trị ho đó là điều trị triệu chứng nha, điều trị cho triệu chứng cần xác định nguyên nhân để điều trị nguyên nhân ho, chứ không á là mình cứ dùng nó giảm cái cơn ho không dùng thuốc thì nó lại ho tiếp nha. Thì lưu ý là cần phải xác định nguyên nhân. Thì mục tiêu của cái thuốc điều trị ho là giảm số lượng và mức độ nặng của cơn ho, về ngăn chặn các biến chứng của ho nó sẽ gây ra như mình đề cập tới đó là gì, đầy xước cái đường hô hấp và dẫn tới là nhiễm khuẩn, rồi từ đó là dẫn tới là nhiễm khuẩn cận thân có thể nguy hại gây nguy cơ tử vong. Thuốc điều trị ho thì có thể là thuốc làm giảm tính nhạy cảm của các chủ thể ho, hay là thuốc ức chế trung tâm ho, thuốc kháng histamine, hay là các thuốc trị ho do hồi lưu dạ dày thực quản. Thì cái này mới chỉ tham khảo thôi, có cái file xong mình nhìn về thì nó gọi là cái hướng dẫn điều trị ho cho bệnh nhân. Thì lưu ý ghi nhận cái quan trọng mới là không tự ý điều trị ho cho trẻ dưới 4 tuổi theo các đồ điều trị, đó là trẻ em dưới 4 tuổi cần không có được điều trị ho, tự điều trị ho mà nếu mà nó có ho là phải đi khám. Còn trên đó thì có thể nó biết cái ho rồi, có trẻ chưa biết đổ đàm ra bị mũi thì lưu ý là đối với trẻ dưới 4 tuổi là mình không có tự ý điều trị ho. Thì trên cái bắt đầu này hướng dẫn cho mình bệnh nhân tiền sử có hay không thì theo từng cái, thì cái này các chị tham khảo thôi. Rồi thì việc điều trị ho đó có thể chia làm hai loại, mình có điều trị ho dùng thuốc và điều trị ho không dùng thuốc. Không dùng thuốc là cho là mình có thể dùng các biện pháp khác hoặc là dùng các dược liệu, cái hóa chất không phải là tôi không được xác định là thuốc, nhiều thực phẩm chức năng và thuốc đông dược ở mình mà là thuốc đông dược, nhưng mà nếu quy chuẩn quốc tế thì ta không có cho gọi là thuốc có nhiều cái thứ là ta không phải là thuốc nhưng mà đưa được mình gọi là thuốc, thì đó là tùy theo cái định nghĩa xác định của cơ quan quản lý thì ở đây mình nói về học thuật thôi, chắc kẹo làm ẩm, không thể tắt nước mũi làm nước mũi hay là kẹo nào, các thiết bị làm ẩm thì có thể xịt mũi kỹ ra, xong rồi xịt họng, thì là xong mũi họng. Trẻ nếu không rửa mũi được thì có thể dùng ống rửa mũi. Các anh chị biết rửa mũi không? Tức là dùng tạo cái để duy thì bơm nó sẽ chảy, nó chảy qua thì nó sẽ rửa sạch cái mũi thì nó sẽ mau hơn. Nó mau hết viêm mũi và thì thông thường thì vô cái cơ sở khám chữa bệnh cho bác sĩ làm, nhưng mà nó cũng đơn giản, nhiều người ở nhà cũng tự làm bơm cái ống bơm 30 lít đến nó chạy từ này qua kia. Còn có lớn thì có thể tập thức để cái nước đó mình thức qua một bên xong chạy qua nó thì nó rửa trên cái mũi của mình rồi. Cẩn thận phun đắp nước ở các đường truyền nhiễm hô hấp dưới khi tiêm truyền bệnh. Nếu mà các chất nó ẩm ướt nó nhầy nó thì dễ hơn. Rồi
giả thính điều trị ho dùng thuốc thì mình có thể dùng giả thính nhạy cảm của các cụ thể ho ở ngoài viên, ví dụ như dùng mentol ở cao lúc trước mấy bạn có thấy mấy cái sản phẩm kẹo á Ozino rồi đó Ozica đó rồi những gì bảo long thanh gì đó nhiều cái viên hầm đó thì đó là các cái tinh dầu trong đó ha sát khuẩn đường hô hấp và cái thứ hai là nó làm gia tăng cái sự tiết dịch nó thì dễ dàng mình ho này ha thì phối hợp với codein eucalyptin nếu không cái viên eucalyptin của pháp bây giờ là xí nghiệp OBC cũng có làm cái viên tinh dầu xanh xanh đó bệnh mới uống chứ uống viên đâu phải kẹo đâu mà uống cả rồi ha thì ngoài ra nó sẽ phối hợp với lại cái codein không sử dụng cho các cơn ho liên tục kéo dài rồi người ta có thể làm gây tê bề mặt bằng cách là dùng lidocaine gây tê bề mặt trên bằng cách là bơm thì lưu ý cái nhóm lidocaine đó thì nó tầm trọng cho những người bạn nhiều có thể gây tăng bệnh nhiều tim rồi nhạc cơ trơn khí quản thì có thể dùng các thuốc như là ipratropium anhydrone rung loạn nhịp thì các nhóm thuốc mình sẽ đề cập ở các slide phía sau rồi thứ nhất là cái thuốc ức chế trung tâm ho thì có codein nhớ codein không mình đã đề cập ở đâu trong thuốc giảm đau opioid mà dẫn chất thì codein nó là nói sơ những thông tin gì mấy chị biết ở vị trí số 3 có những metin hóa thì trên cái cytochrome B450 2D6 nó sẽ chuyển hóa trở thành morphin rồi thì nó giảm đau yếu hơn morphin thường là ta xác định đề cập là 10 lần rồi nhớ trên quy chế dược chính là nó có các chế độ nhiều dùng là 50mg, 8, 15, 30 đối với cái người dùng từ 15 trở lên thì kê đơn có kiểm soát rồi tác dụng phụ của cái nhóm opioid đó là gây ức chế hô hấp gây ức chế hô hấp, gây suy hô hấp nên là những người nào bị suy hô hấp thì mình không có dùng được rồi tác dụng phụ trên đường tiêu hóa là làm giảm co thắt trên đường tiêu hóa có thể gây táo bón thì những trường hợp người già đặc biệt những người già hoặc là có nguy cơ đường ruột táo bón thì mình không có sử dụng được rồi nhớ chống chỉ định cho suy hô hấp hen suyễn trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi phụ nữ có thai cho con bú nghi ngờ đường ruột do các tác dụng phụ của nó thì giảm phối hợp với codein rồi chưa có cái một cái slide đó nói về các phối hợp của codein thì thông thường mình sẽ gặp codein phối hợp với gì codein phối hợp với paracetamol để dùng điều trị giảm đau vừa nhẹ tới vừa ở nếu mà cái điều trị giảm đau một mình với các thuốc non steroid giảm đau non steroid không hiệu quả thì ta sẽ phối hợp với codein rồi mình có một cái thuốc là estrobefafan thì nó cũng ức chế trung tâm ho giống như codein nhưng mà cái ưu điểm hơn đó là không làm giảm đau không ung thư không ức chế hô hấp thì đó là điểm khác biệt nó không gây ức chế hô hấp thì có thể dùng estrobefafan cho các trường hợp mà bị suy hô hấp rồi chống chỉ định sử dụng đồng thời hoặc trong 14 ngày với các thuốc ức chế mau thì cái này là cái chống chỉ định chung cho các dẫn chất opioid nhớ không nó sẽ làm gia tăng cái tác động trên thần kinh trung ương các thuốc chống trầm cảm các
nhớ các cái trong tình cảm thì nó chống bao giờ thì nó sẽ làm gia tăng tăng động. Rồi cái slide này á thì những cái thuốc được triệu tập á nó dùng ở các nước, nó không có phổ biến ở Việt Nam, nên liên hệ tham khảo Polpudin, Capin hay là Benzonat thì nó cũng ức chế trung tâm ho, trung khu ho. Rồi ngoài ra đó thì người ta có thể dùng một cái nhóm thuốc, đó là nhóm thuốc kháng histamine dùng cho điều trị ho, nhưng mà lưu ý nhóm kháng histamine này dùng cho điều trị ho là không dùng cho các trường hợp ho bá đạo, người chỉ dùng cho trường hợp ho khan. Tốt cho các trường hợp ho ngày đêm thì kháng histamine hồi nữa mình sẽ đề cập ở cái phần sau. Thì lưu ý bây giờ những cái thông thường ta sẽ sử dụng các kháng histamine mà nó thế hệ một á, gây êm dịu cái người bị ho đó, nhưng mà êm dịu nghỉ ngơi thì nó sẽ mau hồi phục hơn so với các thuốc kháng histamine mà không gây buồn ngủ. Thì những cái thuốc kháng histamine thế hệ một nó sẽ đi qua thần kinh trung ương gây ức chế thần kinh trung ương gây buồn ngủ. Thì lưu ý là những người nào có vận hành máy móc lái xe thì phải cẩn thận thì người ta có thể bị buồn ngủ. Còn dùng cái nhóm kháng histamine mà thế hệ 2 đó không gây buồn ngủ thì cũng có thể có tác động, nhưng mà do nó không có cái tác động đơn dịu thì cái hiệu quả nó sẽ không tốt bằng. Thì mình có thể lập trộn lẫn hai cái kháng histamine trong cái quá trình điều trị cho bệnh nhân, ví dụ như ban ngày cần tỉnh táo đi làm thì dùng kháng histamine thế hệ 2, còn ban đêm ví dụ như nghỉ ngơi thì không uống và ngủ cũng được thì mình sẽ sử dụng kháng histamine thế hệ 1. Clofenilamine, diphenhydramine, rometacin. Rồi mình có cái nhóm thứ nhất là thuốc ức chế trung tâm ho hay gọi là trung khu ho. Cái thứ hai là thuốc kháng histamine điều trị ho. Nhóm thứ ba đó là thuốc lâm trà và các thuốc chữa đàm. Thì có hai phần là thuốc lâm trà hay là thuốc chữa đàm. Rồi thôi rồi. Thuốc tiêu chất nhầy nó sẽ cắt các chất nhầy ra, làm giảm độ nhầy điều hòa sự tiết của chất nhầy. Còn thuốc lâm trà nó là tăng bài tiết dịch ở khí quản, giảm độ nhầy. Thì mình có N-acetin cysteine, tham dụng nó trên các nước thuốc tiêu chất nhầy, capsaicin, promethazine, ambroxol. Rồi thuốc lọc đờm á thì có natri benzoat, tetimirat, guaifenesin. Thì mình sẽ đề cập tới từng nhóm một ha. Thì trên cái thuốc lâm đàm á mình có ba chất, nhưng mà các chị lưu ý á là chỉ có hiện tại đó chỉ có cái guaifenesin á là được chấp thuận sử dụng ở Hoa Kỳ. Tại vì sao? Mình muốn đạt được cái điều tốt đẹp nhất đó, thì mình hướng tới những cái tiêu chuẩn cao. Cái thuốc nào mà được Hoa Kỳ nó chấp thuận á thì mình dùng á mình an tâm hơn. Đúng không? Ví dụ như có nhiều thuốc á là ở các nước nó chấp thuận, nhưng mà mười mấy năm sau khi mà thu thập các dữ liệu về tác động phụ và cảm giác dược đó, thì sau đó người ta có đủ bộ hồ sơ thì ở Hoa Kỳ nó mới chấp thuận sử dụng với các điều kiện nghiêm ngặt hơn, không như độ tuổi lớn hơn hay gì. Thì do vậy á nên là cái gì mà mình muốn an toàn á thì mình quy chuẩn với các thuốc ở Hoa Kỳ đã được chấp thuận. Thì mấy chị có vô cái trang FDA.go là nó có cập nhật mỗi tuần là danh một thuốc được chấp thuận ở Hoa Kỳ, nếu mà chấp thuận mới thì mỗi năm có khoảng vài chục thuốc thôi được chấp thuận mới sử dụng ở Hoa Kỳ. Thì như vậy là mình sẽ đạt được cái chuẩn cao và an toàn cho cái đối tượng bệnh nhân hay là người nhà của mình sử dụng thuốc, được không? Đó. Còn có nhiều khi thuốc mới ra
nhiều người do cái chế độ marketing khuyến mãi, đôi khi là người ta giới thiệu thuốc mới mà mình sử dụng thuốc mới, nhưng mà lưu ý để mà phát triển một cái thuốc ra khỏi thị trường nó có mấy giai đoạn? Bốn giai đoạn, nhưng mà thuốc ra khỏi thị trường nó ở với giai đoạn 3 thôi. Còn cái giai đoạn 4 á là nghiên cứu về độc tính, tác dụng phụ, rồi thời gian sử dụng lâu dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể nó không có. Thì cái đoạn 4 đó, 10 năm ta làm và thu thập dữ liệu để ta báo cáo kết quả trên một đơn. Nên nếu có thuốc mà đã được dùng trên thị trường ở một thời gian dài rồi đó, thì mình nên ưu tiên lựa chọn những cái thuốc đã có hồ sơ đầy đủ lâu dài. Còn những cái thuốc mới thì mình hạn chế, trừ khi nào không còn cái thuốc nào mà để dùng cùng hết thì mình mới sử dụng các thuốc mới, được không? Rồi nếu mà không có thuốc mới để điều trị nữa thì mình làm gì? Cái này phần ngoài rồi thì mấy chị có thể vô trong các thử nghiệm lâm sàng đó, mình đăng ký thử thuốc à, thì người ta sẽ gửi thuốc. Đấy, có cái clinical trial đó. Đó là cái giải pháp cuối cùng cho bệnh nhân hoặc là người nhà của mình khi mà bị từ chối. Nếu mà bệnh nhân của mình á không còn thuốc nào điều trị hết, nếu mà bệnh mình chọn thuốc cũ mình điều trị, nếu mà thuốc cũ không có mình chọn thuốc mới, không thuốc mới không có luôn thì mình sẽ vô các clinical trial đó. Thì nó sẽ liệt kê trong đó các thử nghiệm thuốc đang thực hiện ở trên thế giới, mình đăng ký thì bệnh nhân của mình có thể nhận thuốc để mà tham gia vào quá trình điều trị ha. Đó thì cái nếu mà thầy chạy đó, bác sĩ chê nó đưa về nhà thì mình có thể tham khảo đó. Hồi trước mình ở trường mình có một bạn đó là bị lao đa đề kháng, không còn cái kháng sinh nào gì được nó hết, thì ngay lập tức làm sao phát hiện ra cái là bạn bị nhốt lại trường luôn, ngồi trong phòng cách ly, có bạn đã có không khí bơm ra bơm vô, người nào đưa đồ ăn hay tiếp xúc đó là phải quần áo khoác áo choàng tích luôn nhé. Thì chưa ăn rồi sao nữa, toàn bộ trường thầy cô nào giảng dạy, bạn bè trong tổ ký túc xá ở quê là tất cả phải đi tự làm hết, tại vì một trường hợp nào ra thì khác, nhưng mà lây lan ra thì sao, là toàn bộ nhóm nó không có thuốc chữa chết liền thì các bạn đó bị cách ly. Nhưng mà nhờ cái tham gia cái thử nghiệm lâm sàng này, có cái thuốc nó đang, mấy kháng sinh nó đang thử nghiệm chưa có bán ra thị trường, thì nhớ công ty Lily á, Lily thì nó trợ thuốc thì sau 2 năm thì bạn hết thì đó là vì hết tất cả bạn bè trong nhóm thực tập ha, trong lớp rồi ở tổ dân phố ở quê ở ký túc xá, bạn trai của bạn đó là bị tử đầu tiên trên mấy trường này đó. Đây, ngồi kế bên nói chuyện nghe đó thường xuyên. Nhưng mà có nhiều trường hợp là bị đề kháng á mà không có thuốc chữa là mất chết luôn, nên nó mới có câu là sư hôn em một lần rồi lo nao trọng kiếp. Đúng thế con bị đề kháng. Đó thì đứa con đề kháng là xong, cái kiếp nó ngắn lại nha, chỉ có vài năm thôi là chết tại vì không có thuốc, bị suy kiệt xong rồi chết thôi. Rồi đó không? Thì mình quy chuẩn, đây mình nói tới cái quy chuẩn ha, thì mình có thể dùng đặc pin, mình có thể dùng natri benzoat để cho cái thuốc cầm đào, nhưng nếu như mà được đó thì mình sẽ lựa chọn cái quy chuẩn là gabapentin, thuốc cầm đào duy nhất được FDA Hoa Kỳ chấp thuận, rồi giảm triệu chứng cấp tính cho ho có đàm không nhiễm, không chỉ định cho ho mãn tính, các bệnh về đường hô hấp dưới một cái viên hen DVD tràn khí thủng ho do hút thuốc. Thì tác động của cái gabapentin này nó sẽ làm rộng và mỏng chất chất tuyến đường hô hấp, thì đường cao hoặc phối hợp với ethylene ở pseudoethylene thì có thể liên quan đến sỏi thận, thì có một số nghiên cứu khi mà trong cái thuốc điều trị ho mấy silo người ta phối hợp
Guanfacin với lại pseudoephedrine thì thấy là bệnh nhân có cái nguy cơ bị sỏi thận. Rồi chặt pin ở ngoài thị trường có cái sản phẩm này không, cũng thông dụng ha, chặt pin vô nông, chặt pin virat, chặt pin protein thì dùng để lòng đà thì dùng phối hợp với protein hoặc là dextro để hợp tác, dùng đi dẫn chất hỗn hợp điều trị ho làm giảm nhẹ điều trị ho. Cái protein thì nó ức chế cái ho, còn chặt pin thì nó lông đàm ra, thì nó phối hợp hai cái. Nhiều khi mình nói cổ sống này nó làm một cái ức chế ho, một cái lông đàm ra, thì nó giảm nhẹ cái cơn ho khi mà phối hợp với cái protein để bảo tồn không bị tổn thương cái đường hô hấp. Rồi một số tác dụng phụ như rối loạn đường tiêu hóa, như táo bón có thể tiêu chảy, viêm dạ dày, viêm dạ dày, rồi liều cao thì có thể gây lợi tiểu. Nhưng mà này nó không quan trọng, thì các bạn nhớ là nó có thể dùng phối hợp với protein hoặc dextro để hợp tác trong cái điều trị ho lông đà. Rồi thuốc tiêu đàm ha, cái này nó thì các cái cầu nối đi xuyên tuyến thay đổi mặt tính chiết dịch tăng học này thì như mô ruột mình có N-acetyl cysteine, nhớ ngày nó có một cái chỉ định dùng cho giải ngộ độc cái paracetamol, nhưng mà quan trọng đó là giải ngộ độc cái chất nào là chất chuyển hóa của paracetamol, nhớ không? N-3-3 benzokinonein, nhớ không? Hỏi là chất nào là chất chuyển hóa gây độc tính trên gan của paracetamol, không? Rồi carboxystein hay là guanfacin thì mình có dẫn chất cysteine ha, nhớ cái này là nó cắt các cái cầu di sinh huyết, cắt nhỏ các peptide, thì do vậy á nên là nó có tác dụng phụ là nó cũng ảnh hưởng trên trên dạ dày, phải không? Thì nó có khả năng làm đau cái mỏng cái màng bảo vệ dạ dày, thì thận trọng cho những người đã dạ dày tá tràng, phụ nữ có thai cho con bú, chỉ định trong trường hợp viêm phế quản, phổi, viêm tai mũi họng, giải độc acetaminophen và corticoid. Một số cái nghiên cứu ở đây là có một cái một số cái nghiên cứu người ta cho thấy nếu sử dụng cái acetyl cysteine này với kháng sinh á thì nó sẽ làm gia tăng cái sự hấp thu nồng độ kháng sinh, làm gia tăng cái hiệu lực của cái kháng sinh. Nhưng lưu ý á, nếu mà mình dùng không khéo á thì nó sẽ gây rất dạ dày tá tràng. Thường là uống nho. Nó có một cái danh sách các bạn cần để mình chép cho cái danh sách là thuốc khi nào uống nho hay là đói. Thì có, còn không thì lên gì? Thông tin thuốc chấm con có ai lên chưa? Có 102.000 dược liệu trên đó, 40.000 hoạt chất, 4.000 dược liệu, 59 cặp tương tác. Mấy anh chị có thể tra lên xuống trên đó, không đọc cái gì cũng được hết. Rồi cái này nói về cơ chế tác động, rồi thì đây là cái bảng thống kê liệt kê lại cho các bạn các thuốc tiêu đàm cắt nhỏ cái đàm ra, thì mình có N-acetylcysteine với 1%, 100 thì được dùng rất là acetylcysteine, còn cái 200 thì mình có acetylcysteine hoặc là mucovit, carboxystein thì mình có sulfonco, mucopron, mucosan, minadion.
tiêu đàm dẫn chất phenylalanine thì có bromhexin với anthoxol. Anthoxol thì có hai cái chế độ liều là 15mg đến là 30mg. Thì thường là dùng cho trẻ em ha, có thể dùng được cho trẻ em. Bromhexin thì nó là 4 hoặc là 8mg trên cái chế độ liều. Thì thấp phân nhân cái sinh thể dụng thấp bằng 1:4. Còn cái này cũng vậy, thấp phân nhân nhưng mà sinh thể dụng thì cao hơn. Rồi có một cái bảng, các loại lấy cái bài góc viên chỉ đọc trên cái liều tối đa của các phân họ có thể dùng được cho các độ tuổi. Có cái bài phô tô với cái chụp phô tô nên chị nào đi thấy gì có hơn thầy cái bài này, nhưng mà còn cái bài tiếp theo nữa sẽ ngồi sẽ học. Thank you.
nhiễm khuẩn lại dùng kháng sinh bị nhiễm
dẫn bị mất nó chết thì cái đó là và do vậy đó nên hạn chế dùng những cái gì mà không có chút anh thầy tỉnh khó khăn á là thầy chết thì giữ nó thì bắt đầu là cái chút đó dùng để là bị dưỡng dùng thần xong xong bị dưỡng xong ngày 29/4 á là ngày bị để là chở vô bệnh viện chạy thận thì bị trở nặng thì đưa lên ICU luôn rồi sau đó là rơi vào hôn mê thì dùng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn thì nó lại bị dưỡng tiếp đó. Thì da mất bệnh hết phải lấy đồ bỏ lại nhưng mà cái môi trường điều kiện không có đủ sạch đó thì dẫn tới là bị nhiễm trầm phân và bị tử vong không đó thì nên là muốn dùng gì cũng được hết nhưng mà phải cân nhắc thì thường là ăn uống thôi nhưng mà chọn cái nguồn thực phẩm cho nó có nguồn gốc rõ ràng đừng heo tăng trọng rồi bây giờ mình qua cái nhóm thuốc histamine thuốc kháng histamine H1 nó thì kháng histamine đó mình có nhiều cái histamine 1, 2, 3, 4 nhân nghiên cứu nhưng mà mình sẽ đề cập tới là thuốc kháng histamine H1 rồi nhớ kháng histamine H2 thì mình sẽ học ở trong nhóm thuốc trị cái trung hòa điều hòa axit như vậy thì histamine là một amin nội sinh thường diện ở mô trong cơ thể một tùy theo từng loại mô khác nhau nó có thể ở cái nồng độ 1-100 mg trên gan ở niêm mạc phế quản phổi dạ dày da nó do vậy nên khi mà có biểu đề gì dẫn đến trở nên histamine nó sẽ phản ứng ngay lập tức thì nó dự trữ trong dưỡng bào hoặc là bạch cầu ưu tiên hay là tế bào histamine trong dưỡng bào là dạ dày thần kinh thì trên tế bào não cũng có tế bào não thì cũng có histamine chuyên gia về histamine này thì lâu rồi hồi thầy Hùng á môn làm đề tài tiến sĩ về cái histamine năm 98 làm tiến sĩ về cái histamine nhưng mà trên cái dịch truyền thần kinh thì trong dưỡng bào đầu kia thì tạo phúc nó trong các hạt nhân bào với một protein axit hoặc là trên các hepatin mà có trọng lượng phân tử cao rồi phân các loại phản ứng dị ứng á thì thông thường người ta đề cập tới các phản ứng dị ứng là do các tác nhân trung gian là immunoglobulin thì mình có những loại immunoglobulin E, M, G, G và T thì tùy theo từng loại mà nó có tiền thời cái tiền thời nó sẽ khác nhau thì cái immunoglobulin E đó là thông thường nhất đó là kháng nguyên gắn vào cái immunoglobulin E và kháng thể trên bề mặt tế bào hay bạch cầu thì dẫn tới là các histamine và leukotriene thì cái đó là thông dụng nhất nên thường mấy bạn thấy nếu mà đi tiêm vaccine phòng ngừa đó ta dặn đó là sau khi tiêm xong là phải ở ngay chỗ cơ sở điều trị ấy, trong vòng 30 phút rồi sau đó mới được về đó là người ta ngăn ngừa sợ nó xảy ra cái phản ứng kháng nguyên kháng thể gây ra dị ứng bởi cái immunoglobulin như là hen xỉn sổ mũi theo mùa về đây sắp phản vệ cái đó thì ta hỏi cái nào mà cái immunoglobulin nào gây ra cái nguyên nhân cái sốc phản vệ chính đó, thì cái đó là cái trong vòng 30 2 tới 30 phút rồi kháng thể gắn lên kháng nguyên bề mặt tế bào mô có thể như vậy tế bào ở đại thực bào hay là diệt bào thì đối với cái immunoglobulin M G thì nó thời gian cái thời gian tiền thời nó là 5-8 giờ tiền thời là mấy chị biết cái định nghĩa đó không? Không. Thời gian tiền ẩn nó chưa có thể hiện ra ha không? Thì nhớ cái khái niệm này để mai mốt xong cái dược lý một á là mấy chị bắt đầu vô thực tập ở dưới bộ môn nó thì chích vô trong chuồng thỏ xong rồi mình quan sát
thì ghi thời gian tiền thờ, tức là khi sử dụng thuốc xong rồi nó chưa thể phản ứng gì hết, thì khi nó thể phản ứng thì các vị sẽ ghi nhận cái phản ứng để tính đoạn thời gian từ lúc dùng thuốc cho tới khi thể hiện phản ứng. Đầu tiên nhớ là cái tiền thời ha. Rồi immunoglobulin M lý do đó thì là các phản ứng dị ứng thuốc truyền các nét máu như AB được rất. Rồi immunoglobulin G thì do kháng nguyên hòa tan kết hợp với các tế bào gốc không tan trong mạch hay là trong mô thì thường nó gây viêm mạch máu hay tổn thương các mô, thì cái đó có tiền thời là 2-8 giờ viêm khớp viêm cầu thận. Thì trên cái loại ở trung gian tế bào T thì có thời gian tiền thời kéo dài từ 1 ngày tới 3 ngày. Thì cái viêm vô tê kháng nguyên kháng thể chúng sẽ phóng thích ra cytokine, thì cái đó nó xảy ra trong cái trường hợp phải ghép mô hay là viêm da do tiếp xúc. Rồi, thì ở đây cho mình thấy cái sơ đồ sự thành lập ra histamine và cái chuyển hóa của histamine ở trong cơ thể. Thì histidine nó là cái nguồn nguyên liệu tạo ra cái histamine dưới sự xuất phát của L-histidine về các oxyla nó tạo ra histamine. Rồi histamine là người có thể methyl hóa bằng hoặc là oxy hóa thử amine theo hai đường khác nhau. Thì cái điểm chính là cái methyl hóa, rồi cái điểm phụ là oxy hóa thử thì liên hợp với amine. Thì cái đó là cái chuyển hóa của histamine nhưng mà theo hai đường khác nhau. Rồi cái histamine thì mình sẽ có nhiều loại khác nhau ha. Nó tác động ở H1, H2, H3, H4 tùy theo vị trí. Thì cái H1 là thông thường ngay tại chỗ, ngay chỗ tai, mũi họng, phổi, da. Rồi H2 đó thì ở dạ dày, rồi H3, H4 thì ở trực kinh, ở trên thần kinh. Histamine được phóng thích từ các tế bào, thì cái này mình tham khảo thôi, nhưng mà các chị nhớ cái vị trí của histamine trên các người dùng ha. Nhớ H1 là ở trên cái đường hô hấp. Rồi trên da, còn cái H2 là ở trên dạ dày, mà cái H3 đó, H4 là ở trên thần kinh. Histamine thì mình dùng các thuốc kháng histamine, nó viêm bởi
prostaglandin thì mình dùng thuốc ha, thuốc gì, ức chế hình thành, ức chế cái hình thành thành lập cái prostaglandin là thuốc, ức chế cốc ha, tiết lô oxygen nè ha, rồi nó sẽ tùy theo cái tình trạng nguyên nhân, nếu mà mình dùng đúng thuốc thì nó sẽ hiệu quả không. Rồi rồi thì cái bản này là cái sơ đồ ha, cho mình biết các cụ thể H1 và H2 nó phân bố và cái tác động nó, thì như giờ đọc ở cái slide trước đó thì nó sẽ trên cái thứ quản ha, trên phổi là cái H1 về tăng như là được giãn mạch, tăng sinh thấm thành mạch, nó còn trên dạ dày thì cái H2 còn trên thần kinh cảm giác thì cho cái H3 H4 rồi. Cái này thì thông tin của một số chất người ta sử dụng histamine và các chất chủ quản histamine dùng trong nghiên cứu thì người ta có khi mà dùng để so sánh các thuốc với nhau thì nghiên cứu tìm ra thuốc mới, thì tùy theo từng loại mà mình sẽ chọn lọc cái thuốc chủ quản histamine nào phù hợp nhất trên từng cái loại cụ thể thì các bạn cũng nên chị tham khảo. Rồi, về cụ thể histamine thì nhớ là bữa trước mình học cái opioid đó, thì cái opioid cái receptor cụ thể của nó thuộc loại gì G-protein-tubo receptor ha, bạn nhớ tính chất của nó không? Nó là một cái receptor 7 domain ha, 7 domain rồi xuyên màng, đúng không, 7 domain xuyên màng đối với nhau và nó sẽ tác động ở trên cái lúc vị trí 3 không. Rồi thì cái G tubo receptor này, protein này, receptor này nó sẽ có nhiều cái phân loại khác nhau, đó là alpha, beta và gamma ha, và trên mỗi loại như vậy thì nó sẽ có lại ức chế, kích thích và điều hòa ha. Thì đối với cái histamine của mình thì nó cũng là một cái G protein tubo receptor, được không? Rồi điều hòa CAB vòng, chữ này nhìn quen không? Nó là cái gì? Nó từ cái nó sẽ là ảnh hưởng trên cái chất nào? Đâu? Protein kina. Nhớ là adenine cyclase nó sẽ tác động kích thích trên việc thành ra CAB vòng, và CAB vòng mới tác động lên protein kina A, protein kina mới bắt đầu tác động lên trên các bên nhau. Rồi đó thì điều hòa CAB vòng thì hồi nữa mình sẽ có cái hình để coi cái hoạt động đó trên cái bài nghiên sử. Rồi H3H4 có các dạng biến dị khác nhau, nhưng thực ra là cái H3H4 chúng ta đang nghiên cứu mà nó không có nhiều thông tin. Đây thì một số cái chất dùng để nghiên cứu trên cái H1, H2 và H3, cibetidine, levetiracetam, theobromine. Rồi cái mình có H1 là các thuốc được dùng trong điều trị hoặc ngăn chặn viêm do dị ứng. Rồi thuốc khác histamine của mình á, tập trung á, phân loại trên cấu trúc thì mình có trên bảng, nó có 6 cái nhóm,
nhóm cái phần loại trên cấu trúc. Nếu mà kể trên cái cấu trúc thật ra là nó có bốn nhóm thì cái nhóm Iberazine và các nhóm còn lại đó là Antilamine, Ethanolamine và Phenolphthalein. Thì bên tay trái của mấy chị đó là nó cũng được xếp vào cái nhóm là các thuốc mà thế hệ một nó đi qua hàng rào máu não. Thế hệ một đi qua hàng rào máu não thì trên đây mấy anh chị sẽ thấy các chất nó thông dụng. Clofenilamine, Clofenilamine, yes, Clofenilamine, được dùng nó là Bolan, Bolanamine, yes, Clofenilamine, rồi Carbinoxamine, Clemastin, Ifenilamine, Clofenilamine thì không thông dụng, Robitussin đó không dụng. Đây, bên tay phải của mình đó thì các anh chị sẽ có các chất thuộc nhóm Piperazine. Thì lo cái đầu tiên đó thì nó không thông dụng ở thị trường Việt Nam, Clarizine, nhưng mà cái từ cái thứ hai đó Cetirizine là có ha, Levo Cetirizine, rồi Cyclohexadiene, mình đánh dấu cái Cyclohexadiene nhé, người ta kháng histamine nhưng mà thông thường thường nó không dùng cho điều trị dị ứng mà dùng để một cái tác dụng phụ khác của nó. Nên thì hồi về chọn tới là Cyclohexadiene, thấy không? Cái nhóm Piperazine thứ hai đó thì cái Cyclohexadiene thì dùng để thường là kích thích ăn ngon, dùng mà kích thích ăn ngon. Rồi mình có cái nhóm Deloratadine, Deloratadine hay là Fesocanadine. Clavitin, cái này là Clavitin, cái này là Tempas. Vậy thì ở đây thì kê một số thuốc kháng histamine thì kia hay lắm. Nhóm thế hệ một á qua thần kinh trung ương có thể gây buồn ngủ, êm dịu, nếu mà nhìn cái hướng tích cực là gây êm dịu. Đấy. Còn cái nhóm thứ hai là cái những cái thuốc kháng histamine một mà nó thế hệ hai thông qua ít qua thần kinh trung ương. Rồi thì như mình đề cập tới bữa trước, mình đã nói tới là so sánh cái kháng histamine H2 với lại nhóm ức chế cortisol á, nhớ không? Bữa trước mình đã nói là mình lựa chọn cái thuốc nào nó có tác động điều trị hiệu quả hơn. Đó, thì tại sao nói là nó hiệu quả hơn? Thì do cái liên kết gắn kết giữa thuốc với lại cụ thể. Đó, thì nếu mà thuốc gắn kết với cụ thể chặt chẽ thì cái tác động nó sẽ kéo dài bền vững. Còn nếu như mà cái cạnh tranh gắn kết thì nó sẽ đẩy ra đẩy vô thì hiệu quả của thuốc sẽ kém hơn. Thì tương tự như vậy, cái histamine H1 của mình á, kháng histamine H1 của mình nó sẽ đối kháng cạnh tranh vận mệnh trên cụ thể, nó tranh giành cái vị trí gắn kết, nên cứ đẩy ra đẩy vô đẩy vô thì như vậy mình sẽ có. Thì nên chị nhớ cái phần đại cương mình nói là các liên kết giữa thuốc với cụ thể hoặc là giữa các thuốc với nhau á, thì có nhiều loại liên kết khác nhau, thì loại liên kết nào là liên kết chặt chẽ nhất? Nhớ như liên kết trọng nó chỉ là như dính luôn cho nên còn các liên kết khác như liên kết van der Waals, liên kết hydro nó thì nó sẽ lỏng lẻo hơn và khi mà có lực tác động thì nó sẽ đẩy ra khỏi liên kết. Tác động của một số tác động thông dụng của các thuốc kháng histamine thì trên cơ trơn hay là
một trong kho thấp do histamine gây ra, nhập tử cung dạ dày ruột với kháng kém với kho thấp cái tiêu quản lipopidem. Rồi trên mặt đó, thì trong giảm mặt, giảm tính thấp của mặt trên thần kinh thì có thể gây an thần, gây ngủ trong nôn, kháng serotonin đó. Thì hồi nãy mình đề cập tới cyclocatadin đó là do cái tác động kháng serotonin nên nó được dùng để mà kích thích ngon không có việc đây an thần rometazine gây ngủ tác động phụ. Thì chống nôn thì có cinnarizine, mấy chị có quen với đúng không? Cinnarizine thông thường ở trên thị trường người ta dùng cho cái gì chống rối loạn thì chống sai tàu xe. Cái Dimen Iraq Dimen chứ cái Dimen màu hồng đó thì cũng dùng để chống sai tàu xe, chống nôn, chống sai tàu xe. Rồi trên thần kinh ngoại biên thì có Dipenhydramine rồi về thời gian chống ngứa hoặc là các thuốc kháng colinergic. Rồi thì mình đề cập tới thuốc kháng histamine thế hệ 1 và thuốc kháng histamine thế hệ 2 thì mình có cái bảng so sánh với nhau giữa hai thuốc. Thì vượt qua hành tạo bão não, còn thế hệ 2 thì không qua hành tạo bão não. Rồi do không qua hành tạo bão não nên là nó sẽ không ức chế thần kinh trung ương, do vậy đó những cái tác động phụ trên thần kinh trung ương là không có, không gây buồn ngủ, rồi không có tác động kháng colinergic, không có tác động kháng serotonin. Thời gian tác động kéo dài đó. Thì đối với các thuốc kháng histamine thế hệ 2 thì thông thường mình sẽ sử dụng một lần hoặc là hai lần trong ngày, còn đối với các thuốc kháng histamine thế hệ 1 thì phải dùng nhiều hơn 3 hoặc 4 lần. Đây thì cái bảng này mấy chị đánh dấu và sẽ hỏi những tính chất nào sau đây không phải của thuốc kháng histamine thế hệ 2 hoặc là không phải thuốc kháng histamine thế hệ 1 thì mình sẽ so sánh hàng nhau với nhau. Thì các thuốc đặc biệt nhớ là nó không gây ức chế thần kinh trung ương, không gây buồn ngủ là cái biểu hiện rõ nhất. Rồi thì bản tổng kết một số thuốc kháng histamine thế hệ 1 theo cấu trúc ethanolamine thì mình có chung hết cho tất cả các thuốc kháng histamine là dùng cho dị ứng. Mình nhớ đấy, dùng cho dị ứng. Rồi một số loại á thì nó có các chỉ định riêng biệt cho nó, ví dụ như lemastin á là dị ứng về trên viêm kết mạc. Ifenthiramine thì dùng chống nôn. Rồi Ifenthiramine thì cũng dùng chống nôn, rồi dùng chống nôn chống rối loạn tiền đình. Chung hết tất cả đều có chung một cái tính chất là chống dị ứng, nhưng mà lemastin thì là viêm kết mạc, Dipenhydramine thì chống rối loạn tiền đình, chống nôn. Rồi dẫn chất ethylenediamine thì cái này nó không có công dụng. Các chị tham khảo này. Rồi dẫn chất chlorpenylamine mình có chlorpenylamine và cái bromopenylamine thì thay đổi. Mấy chị nhớ cái tính chất của các ion không? Chlo, brom, nếu mà các thuốc hoạt chất á, nếu mà nó gắn brom vô thì sao? Chlo vô thì nó sẽ gia tăng nguy cơ êm dịu, nó sẽ gia tăng cái tác động êm dịu hơn so với cái chlo. Rồi dẫn
chất liberacy thì mình không có thông dụng lắm. Mình coi cái trên các vitamin mà kẹt trên canxi ngoài chất dưỡng ấy, mình nó có kẹt trên canxi trên dạng mạch máu não thì sinarizin là có dùng nên thông dụng trong đấy về cũng giống như là hai chất diphenhydramine và diphenhydramine hai mình đề cập tới thì sinarizin đó là nôn do say tọc xe và rối loạn tiền liệt. Có bromethazine thì bắt nôn an thần dễ đúng không? Cái cyproheptadine cái này riêng biệt thường làm bụng binh sử dụng sai ha. Nó có tác động chỉ định cho dị ứng nhưng mà thường nó không hiệu quả lắm nên là cái chỉ định mà hiện giờ đang sử dụng cho cái cyproheptadine đó là kích thích vị giác, kích thích ăn ngon, dùng cho cái trẻ biến ăn thì người ta dùng cái kích thích vị giác đó. Phenylalanine thì nó không có tác dụng, thì cyproheptadine nó khác serotonin. Bữa trước mình có học một cái thuốc liên quan tới serotonin, norepinephrine trong nhóm mô duỗi đó là thuốc tramadol. Tramadol là nó thuộc cái nhớ cái bản học thuộc thứ hai đó, nó là thuộc cái nhóm giảm đau opioid, phân loại opioid, các thuốc opioid. Nó là chủ bệnh và nó là chủ bệnh nhưng mà kèm theo là ức chế tán gốc thô. Ở đây mình có những cái thuốc kháng cystatin H1 thế hệ 2 thì mình so sánh hai nhóm nhau nhưng mà nhớ cái đặc điểm chính, điểm khác biệt chính giữa kháng cystatin H1 và kháng cystatin H2 đó là cái khả năng hòa tan trong nước không đi qua được hàng rào máu não. Rồi thì amphivastin là mình có sử dụng là cetirizine đó, loratadine đó, fesofenadine. Còn mấy cái thuốc còn lại thì nó không có thông dụng ở cái thị trường nha. Amphivastin, cetirizine, loratadine, fesofenadine. Trong vòng khoảng
gì. Rồi cái đề loratadine nó là chất chuyển hóa, nhưng mà sau đó là nó sẽ kéo dài cái thời gian tác động như là tới 27 giờ. Thì loratadine thì sau đó nó chuyển, tức là cái chuyển hóa thì nó sẽ dẫn tới cái dạng chất nó cũng có tác động luôn. Nó thì nó sẽ kéo dài cái thời gian tác động lâu. Thì mình đôi khi mình chỉ sử dụng một lần trong ngày hoặc là hai lần trong ngày, thường thông thường thì 12 tiếng. Thì so với các thuốc khác như vitamin H1 ở thế hệ 1 á, thì mình sẽ sử dụng 3-4 lần trong ngày mới đạt cái hiệu quả. Đây. Tác dụng phụ không mong muốn thông thường nó sẽ xảy ra đối với cái nhóm thuốc kháng histamine H1 thế hệ 1 ha, là gây êm dịu, gây buồn ngủ, suy nhược. Rồi có thể do nó co trên cái tác động kháng histamine thì nó gây co mạch, thì dẫn tới là co mạch ở các nơi không chọn lọc, có thể gây ô nhiễm, giảm tiết dịch ở đường tiêu hóa, gây táo bón, rồi co mạch có thể ứ đọng vô tiểu. Một cái tác dụng phụ nó được ghi nhận là trên một số nhóm thuốc, đó là cái gây nhanh nhiệt thấp kéo dài và QT xoắn định. Thì lúc trước nó có một số cái thuốc kháng histamine mà nó gây tác động rõ rệt là gây xoắn định, kéo dài phản QT dẫn tới tình trạng là tử vong, đặc biệt khi mà nó phối hợp với kháng sinh nhóm macrolide ha. Thì khi mà phối hợp với nhóm kháng sinh macrolide, đôi khi cái người sử dụng thuốc á, hay cái dược sĩ hoặc là dược tá dược trung ở ngoài nhà thuốc á, không có lưu ý cái chuyện đó. Thì khi thay đổi kháng sinh, ví dụ như macrolide là nhóm kháng sinh được ưu tiên lựa chọn trong việc điều trị khi mà nhiễm đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường hô hấp, thì bác sĩ kê đơn đó là ví dụ như là kê đơn thông thường đó là rocuronilamin, là cái rẻ đơn giản nhưng mà gây buồn ngủ. Cái bệnh nhân chúng ta yêu cầu cái nhà thuốc đó là đang đi làm hoặc là tối không có thể ngủ được thì tại vì học 3:2, đó thì đổi thuốc cho người ta để không buồn ngủ. Thì nhiều cái thì đổi vào mấy cái nhóm vasopressin. Hồi trước nó có một cái chất thông dụng mà với gây loạn nhịp xoắn cũng mạnh nữa, nó bây giờ nó rút lui khỏi thị trường rồi, đó là decanamide. Thì cái người bán hàng thuốc á đổi cái chlorpheniramine là một thuốc kháng histamine H1, nó gây buồn ngủ, chuyển sang một cái thuốc kháng histamine H2 thế hệ H1 thế hệ 2 còn gây buồn ngủ, dẫn tới là hai cái thuốc cùng một lúc đồng thời gây kéo dài phản QT, gây loạn nhịp xoắn định thì bệnh nhân tử vong. Không có ai biết hết, chỉ có cái cô bán thuốc cô biết này. Nhưng mà bây giờ thì mấy cái đó nó đã rút lui khỏi thị trường không có, nhưng mà một số thuốc khác còn tồn trên thị trường, mặc dù là cái tác động phụ trên cái gây nhiệt thấp kéo dài phản QT xoắn định nó ít, nó nhẹ, nhưng mà nó vẫn có, đặc biệt sẽ xảy ra khi phối hợp với các thuốc khác cùng loại. Nhớ là nếu mà thuốc nó cùng có một cái tác dụng phụ giống nhau, nếu mà anh chị phối hợp vô thì nó sẽ làm gia tăng cái tác dụng phụ nó lên. Cái nó cũng sẽ có một cái bảng là danh sách tất cả các thuốc mà gây loạn nhịp xoắn định kéo dài phản QT, nên có cái bảng danh sách này. Rồi ở trẻ em quá nhiều thì gây kích thích co giật ở trẻ em. Chỉ định trên lâm sàng thì các thuốc kháng histamine này được dùng cho các phản ứng dị ứng không gây các thuốc không gây buồn ngủ được lựa chọn để trị viêm mũi dị ứng theo mùa. Đây. Bromelain thì chỉ nó dùng để dự phòng trên
những cái có thể dùng cho cái trị phòng từ cái nghi xuyến, rồi viêm kết mạc dị ứng, rồi có thể là nó dùng làm các dạng kem bôi bôi tại chỗ, rồi bên tay xin dùng bôi tại chỗ trên các cho côn trùng, hoặc là nó có thể dùng phối hợp với một số kháng sinh trong cái điều trị viêm da quần để mà giảm cái viêm. Nhưng mà hiện giờ thông dụng quá thì người ta lại ưa dùng sử dụng corticoid nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng mà nhớ là cái corticoid thì nó sẽ có tác dụng phụ trên da nếu mà sử dụng trên hai quần. Đây, gây êm dịu, gây ngủ thì có thể dùng IUPMI, Diphenhydramine, rồi Promethazine. Rồi, trong khi dịch thì thông thường này dị ứng với thuốc, rồi trẻ sơ sinh, đặc biệt sơ sinh dưới tháng. Nãy có câu hỏi á, là đối với trẻ sơ sinh hoặc là trẻ em á, thì mình dùng thuốc như thế nào, không dùng hay là dùng giảm liều hay là như thế nào, thì tùy theo mình á là phải dùng thuốc, nhưng mà tùy theo từng loại thuốc mà nó sẽ có dược tổng hợp khác nhau. Mấy chị có học một phần tách riêng dược tổng hợp không? Thì tùy theo từng loại thuốc dược tổng hợp khác nhau, thì đối với trẻ sự khác biệt với người lớn đó, có thể là không hầu hết các thuốc thì nó sẽ giảm liều, nhưng mà có nhiều thuốc cần phải tăng liều thì nó mới đủ đáp ứng ha. Thì mấy chị biết cái sự khác biệt giữa trẻ với người lớn là gì? Cái quan trọng nhất nước hơn nước nhiều hả? Nhiều chị nói là gì đó, hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, về chức năng gan thận tim chưa hoàn chỉnh, nhưng mà nhớ trên 2 tuổi rồi thì coi như hầu hết là nó đã ổn định rồi. Cái quan trọng nhất giữa khác biệt giữa trẻ với người lớn đó là cái gì? Thể tích phân bố thì nó là gì? Cái thể tích nước trên khối thượng cơ nó khác nhau, cái đó là cái khác biệt quan trọng nhất giữa trẻ với người lớn. Mấy chị cứ nhắm mắt lại nhớ tới một đứa nhỏ nào đi, căng tròn bụng bự là nước ở trong đó, đúng không? Còn người lớn á, thì cơ bắp cuồn cuộn, như cho mấy nhìn ra mấy anh trong lớp á, cơ bắp cuồn cuộn đó. Thì quan trọng cái chỗ của trẻ em với người lớn đó là cái tỷ lệ nước trên khối cơ nó nhiều hơn trên ở người lớn ha. Thì do đó nó cái lý do tại sao mà trẻ bị tiêu chảy dễ dàng bị tử vong hơn so với người lớn, thì việc mất cái lượng nước là nó sẽ rối loạn điện giải. Rồi do cái thể tích phân bố thể tích nước đó lên, nên là một số thuốc nếu như mà có cái chuyên biệt về đồng học thì cần phải gia tăng liều của trẻ thì mới hiệu quả, nhưng mà hầu hết thì mình phải giảm liều thì tùy từng thuốc thôi. Rồi thì đối với Promethazine phenacan cái capinosamine thì không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi để nuôi con bú giai đoạn đầu của thai kỳ. Đây thì mới liệt kê cho mình. Rồi cái cycloheptadine á là nó kháng serotonin ha, dùng để kích thích vị giác ăn ngon, nhưng mà nhớ là không dùng cho người lớn tuổi ốm yếu. Thì rồi một số cái trường hợp đặc biệt như là levonorgestrel thì đối với bệnh thận hay là thận thông máu nên là trẻ 6 tới 1 tháng tuổi. Rồi phân loại cho phụ nữ mang thai thì nhóm B á là có Tremaxin,
như vậy á, cái thông dụng hiện giờ ở thị trường mình đó là loratadine ha, và cái esclavulinamide. Thì nếu mà các anh chị có lựa chọn thuốc cho bệnh nhân mà có mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai á, thì mình sẽ sử dụng cái esclavulinamide với lại loratadine tùy theo mình lựa chọn là thuốc kháng histamine thế hệ 1 hay là thế hệ 2. Còn các thuốc còn lại á, thì nó nằm trong cái nhóm C, không sử dụng cho phụ nữ mang thai. Đây, phụ nữ cho con bú thì nó qua sữa mẹ, một số nghiên cứu nó đã được kê được các thuốc qua sữa mẹ thì chống chỉ định cho để cho bú đối với các thuốc kháng histamine H1 thế hệ 1, còn thế hệ 2 thì có thể dùng cẩn trọng đối với hai thuốc đó là cetirizine và levocetirizine. Thì mấy chị ghi chú với thuốc nào có thể dùng cho phụ nữ cho con bú thì mình có cetirizine hoặc là levocetirizine. Vậy thuốc nào có thể loratadine mình có thể dùng luôn cho phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú, nhưng mà cẩn trọng. Rồi, tương tác thuốc á, thì cái quan trọng nhất mình đã đề cập tới là làm loạn nhịp tim sống đỉnh gây tử vong cho cái bệnh nhân, đặc biệt khi phối hợp với các thuốc kéo dài khoảng QT. QT lại QT sống đỉnh lại lại cái khi mà mình đo cái nhịp tim á thì nó sẽ có cái khoảng nhịp tim kéo dài trên cái khoảng đó, thì một cái đoạn trên cái điện tâm đồ đó, là cái khoảng QT là ngưng để cái hoạt động của tim đó, thì nó sẽ co thắt xong rồi nghỉ, co thắt rồi nghỉ đó, thì khi mà cái khoảng nó co thắt nghỉ nó bị rối loạn trên đó thì tăng cái nhịp lên. Sống đỉnh là cái đỉnh tim nó sẽ co giật liên tục trên đó. Rồi thì cái nhịp nó còn không ổn định trên cái tim nó như cái nhường của mình nó đều, còn khi này thì lúc ngắn lúc dài, nó kéo dài và dẫn tới là nó gia tăng sống trên cái đỉnh tim. Rồi một số thuốc đó được cái đánh dấu xanh đó là những cái thuốc mà thông thường có thể mình gặp bị tương tác khi mà phối hợp sử dụng thuốc, thì cái chị thấy thứ nhất là cái kháng sinh, cái nhóm macrolide ha, thì ta thấy có clarithromycin, erythromycin, rồi kháng sinh nhóm quinolone thế hai, fluoroquinolone thì thế hệ ba là có levofloxacin, moxifloxacin ha. Thì bốn cái kháng sinh này thường gặp nhất trong cái phối hợp thuốc, tại vì khi mà người ta bị dùng kháng histamine trong cái điều trị trên đường hô hấp đó, thì thường dùng kèm với lại kháng sinh kháng khuẩn đó. Thì như mình nói cái kháng sinh kháng khuẩn người ta dùng cái nhóm beta lactam, cái nhóm beta lactam A đó là amoxicillin với lại ambi
thì nó bị đề kháng nhiều, thì người ta hạn chế đề kháng bằng cách là thay đổi qua cái dạng phối hợp với các chất ức chế beta lactamase. Thì nó dùng cái amox phối hợp với lại acid ravulanic hoặc là ambi phối hợp với cái sulbactam hoặc là cái ticagrelor phối hợp với lại piperacillin hoặc ticagrelor phối hợp với lại sulbactam. Hoặc bây giờ nó có cái chế phẩm mới là cepa thế hệ 3 phối hợp với sulbactam đó, thì nhưng mà nó cũng xảy ra cái tình trạng đề kháng không có dùng được thì người ta sẽ chuyển đổi qua cái nhóm macrolide. Nhá, thì macrolide mình rõ cái erythromycin, clarithromycin, azithromycin cùng azithromycin nhá, thì nó có thể dẫn tới là phối hợp mà dọa gì sống đến gây tử vong cho bệnh nhân. Còn cái khi mà bệnh nhân nó bị giữ với các thuốc khác về điều trị trên nhiễm khuẩn hô hấp thì đặc biệt là hô hấp dưới, người ta có thể dùng cái levofloxacin hoặc là mucilaxacin. Thì trong quá trình điều trị thì dùng thêm các vitamin thì có thể là nó bị xảy ra cái tương tác thuốc. Còn những cái chất khác thì nó không có. Mấy chị nào quan tâm thì để mình chép cho cái danh sách các thuốc gây loạn nhịp sống đỉnh, nó có 140 thuốc. Rồi. Các tương tác thuốc khác như là loratadine thì nên dùng với dạ dày lỏng, esloratadine thì dùng với nước ăn, pesopanadine thì không dùng với nước trái cây, cetirizine thì dùng với các thức ăn. Thì cái này nó có bản danh sách thuốc dùng với khi bụng đói hay bụng no, hoặc là thuốc dùng phối hợp với cái ăn hay là không. Rồi trên cái promethazine nó mới có một cái cảnh báo rất bóc quân đi, thì mấy chị về xem. Rồi. Thì như vậy là mình còn cái thuốc điều trị hen suyễn, bảy nhóm thuốc điều trị hen suyễn, hai nhóm vitamin đang trong dầu và vitamin đang trong nước. Thứ bảy là mình có xin được giảm đường không? Thứ bảy. Còn ngày mai, chiều mai thì năm rưỡi. Mình kết thúc trong thứ bảy thì xong luôn đó. Một phần nữa là mấy chị về nhà học bài, nếu mà mấy chị thuộc bài rồi đó, thì cái ngày thứ bảy có thời gian rảnh đó. Mình sẽ tổng kết lại trên cho mấy chị truyền đi những câu hỏi trên đó để mình coi được là mình làm được hay không. Còn nếu mà chưa học bài thì thôi.